Chào các bác nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác về con máy xoa tường này. Đấy, bây giờ người ta xoa tường đều dùng bằng máy rồi. Con này là hàng nội địa Trung Quốc các bác nhá. Đây là máy đây. Nó sẽ ra phím điều tốc đây nhá. Đấy, điều tốc từ 1 đến 6. Nên là 6 cấp độ để các bác điều chỉnh. Đấy. Thì con này sẽ làm bằng lõi đồng các bác nhá. Đấy, rất là đảm bảo chất lượng các bác luôn về độ bền. Đấy, nó sẽ tặng thêm một cái tô vít để các bác sử dụng. Đây, phụ kiện ở đây gồm một miếng đánh giáp đây, để lúc bác hoàn thiện bác đánh mài tường để sơn các kiểu. Đấy, đây là miếng để bác xoa tường. Đến lúc các bác chắt tường chắt với tường các xoa hay dùng cái miếng này các bác nhá. Đấy. Còn đây là miếng đánh lúc hoàn thiện không hoàn thiện các bác đánh mịn, hay dùng cái miếng xốp này để đánh mịn. Đây là cái miếng để bác lắp vào máy. Đây là chỗ để lắp đây, nó sẽ có mấy cái nốc đầu này. Thì bác sẽ lắp con này vào. Và đó là nó có miếng dán này, các bác chỉ việc dán vào xoa thôi. Rất đơn giản dễ sử dụng. Đây lắp cho bác xem luôn. Đấy, ví dụ đây miếng này, các ốp vào này. Đấy là sẽ xoa được các bác nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Lắp vào bác xoa lên, rất là hiệu quả. Sách hướng dẫn sử dụng bác nhá. Đây đọc tiếng Trung thôi, đây hàng nội địa Trung Quốc thì đọc tiếng Trung tàu các kiểu. Đấy. Thì sau đây sẽ làm video test sản phẩm cho bác xem độ hiệu quả của máy xoa như nào nhá. Cầm này là vừa đẹp. Nhanh mịn. Thẳng lên.